Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian mênh mông của vùng quê Thanh Thủy Thanh Bình, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Tre Nguồn mới được đầu tư xây dựng với phong cách kiến trúc hiện đại, kết hợp với kiến trúc phương Đông truyền thống, đã trở thành điểm nhấn trong hành trình du lịch, văn hóa, lịch sử, sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh Phú Thọ. Được kiến trúc độc đáo, có đầy đủ các tiện nghi hoàn hảo với phong cách phục vụ tận tình, khu resort du lịch Spa Tre Nguồn đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Từ thuở khai thiên lập địa, thiên nhiên dường như ưu ái đã ban tặng cho vùng đất Thanh Thủy một khung cảnh hữu tình thơ mộng và nguồn nước khoáng nóng hiếm, rất hữu ích phục vụ cuộc sống con người. Từ các giếng khoan có độ sâu từ 23 đến 60 mét, nước khoáng nóng ở đây có nhiệt độ từ 35 độ đến 55 độ C. So với nguồn nước khoáng nóng ở các địa phương khác, nước khoáng nóng Thanh Thủy trong suốt, không có mùi lạ. Trong nước chứa nhiều hợp chất vi lượng như natri, canxi, magie. Đặc biệt là nước có nhiều hàm lượng radon, một hợp chất vi lượng quý hiếm, rất thích hợp cho ngâm tắm, phục hồi sức khỏe, nâng cao thể trạng và chữa bệnh xương khớp. Nước khoáng nóng Thanh Thủy không chỉ công hiệu trong việc chữa các bệnh ngoài da, đau nhức xương, mà nó còn có khả năng thúc đẩy tuần hoàn, lưu thông máu, hỗ trợ giúp tim mạch khỏe mạnh. Ngâm tắm thường xuyên, theo lý trình ổn định, nước khoáng nóng Thanh Thủy sẽ làm cho con người có làn da mịn màng, hồng hào, khỏe mạnh. Với mong muốn đem lại sự thư thái, khỏe mạnh cho đông đảo du khách trong tour du lịch về nguồn đến nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi tại khu khoáng nóng La Phù Thanh Thủy. Đầu năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Nguồn đã mạnh dạn đầu tư và xây dựng khu resort du lịch Spa Tre Nguồn với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Đúng như tên gọi, khu nghỉ dưỡng Tre Nguồn được xây dựng trong một khoảng không gian khoáng đãng, yên bình, với phong cách kiến trúc như ở các resort châu Âu hiện đại, được kết hợp với phong cách kiến trúc phương Đông, kín đáo, trầm lặng. Du khách được đắm mình thư giãn trong các bể ngâm tắm tập thể trong nhà hay các bồn tắm cá nhân. Tất cả đều được thiết kế hoa mỹ. Du khách được nghỉ ngơi trong các căn phòng tĩnh lặng, riêng tư. Chỉ cần kéo rèm cửa, cả thiên nhiên thu nhỏ của vùng quê Thanh Thủy hữu tình thơ mộng, với cánh đồng bát ngát, núi non trùng điệp và không khí trong lành đã ùa vào từng phòng nghỉ của du khách. Khoáng nóng Tre Nguồn được ngâm mình bơi lội trong các bể tắm chung hay trong các bồn tắm riêng, du khách thực sự được thư giãn, thoải mái, được massage toàn thân nhờ hệ thống đầu sục tạo xoáy hoàn hảo. Vào mùa đông, nước khoáng nóng được hút lên vừa đủ ấm cho ngâm tắm. Nếu quá nóng, khách có thể pha thêm nước lạnh.
cũng là nước nóng tự nhiên được bơm hút từ bể riêng để nguội. Đến mùa hè, nước nóng được hút lên qua giảm tải nhiệt, nhiệt độ giảm xuống còn 22 đến 25 độ C. Dù tắm vào mùa đông hay mùa hè, hoặc phải pha thêm nước nguội để giảm nóng, nước khoáng nóng che nguồn vẫn có đầy đủ các hàm chất vi lượng cần thiết, có lợi cho sức khỏe, tốt cho mọi du khách trong nước cũng như khách quốc tế đến nghỉ dưỡng tại che nguồn. Come to the Phú Thọ from the Hanoi. The reason I came to Phú Thọ today was to Tôi đã công tác ở Việt Nam từ nhiều năm nay, nhưng lần đầu tiên tôi có dịp đến với khu nghỉ dưỡng khoáng nóng che nguồn. Tôi hết sức ngỡ ngàng về cảnh quan thiên nhiên cũng như các món ăn ẩm thực tại đây. Nguồn nước khoáng nóng cũng vậy, tôi cảm nhận là rất tốt. Sau khi tắm, tôi cảm thấy khỏe khoắn và rất thoải mái. Tôi rất vui và hài lòng khi được đến với nghỉ dưỡng tại khu du lịch khoáng nóng che nguồn. Đến với che nguồn, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đậm nét văn hóa ẩm thực vùng Trung Du Bắc Bộ và Tây Bắc. Dây núi đá, cá sông Đà, gà Tổng Thượng, trạch trống Tuyên Quang, chim gáy Đoan Hùng, bánh tai Phúng Thọ, măng đắng Nghĩa Độ, rau sắn Tân Sơn, tái khoai lang Thanh Thủy và nhiều món ăn đặc sản khác. Chỉ một lần được kiểm chứng đích thực, du khách sẽ không thể quên, bởi tất cả các món ăn đều mang hương vị quê nhà và được chế biến tinh xảo, khéo léo. Bác cũng đã đi nhiều nơi nước khoáng, nhưng mà đến chỗ này là bác là ở và ăn, nhất là ở và tắm là tại nguyện nhất. Là không khí trong lành và nó thoáng mát. Trong thâm tâm là sẽ đi lại nhiều lần nữa chứ không phải là ít. Mỗi lần du khách đến nghỉ dưỡng tại che nguồn là một lần được gần gũi với thiên nhiên hơn. Không bê tông, cốt thép, không hào nhoáng, nhưng khách sạn và các phòng nghỉ của che nguồn vẫn đủ tiêu chuẩn 3 sao, với đầy đủ các tiện nghi. Giường ngủ và nội thất phòng ngủ đều được sản xuất bằng tre trúc mỹ nghệ, mộc mạc, đơn sơ, được kiến trúc bài trí mỹ thuật, lịch sự, đúng như tên gọi. Nhẹ nhàng khúc du che nguồn đưa du khách vào giấc ngủ ngon lành với nhiều mộng đẹp. Là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành và năng động, công ty trách nhiệm hữu hạn Che Nguồn xác định chiến lược xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh hơn, trong đó lấy kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng là đòn bẩy. Với chiến lược đó, khu resort du lịch spa Che Nguồn Thanh Thủy sẽ được công ty tập trung sâu hơn để Che Nguồn trở thành khu du lịch có thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, ngay trong năm 2011 và những năm tiếp theo, công ty trách nhiệm hữu hạn Che Nguồn đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu và hướng đi mới trong việc kinh doanh của mình. Mục tiêu phát triển trong thời gian tới của Che Nguồn Resort hoàn thiện khoảng 150 phòng với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Song song đó thì hoàn thiện hai cái khu dành cho người cao tuổi và cho hộ gia đình. Hoàn thiện khu vui chơi giải trí cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Song song đó thì phát triển đẩy mạnh cái công tác phục vụ, thu hút nhiều du khách đến với Che Nguồn, tạo nhiều công ăn việc làm cho các lao động tại địa phương, đóng góp cho quê hương Thanh Thủy. Một cái điều trăn trở là cũng muốn là Che Nguồn Resort với các cái đơn vị làm du lịch trong huyện và tỉnh đẩy mạnh cái du lịch địa phương thành một cái khu du lịch có sức cạnh tranh với các vùng miền trong cả nước, đẩy mạnh cái du lịch phát triển của tỉnh, phát triển mạnh mẽ và bền vững. Với
với cảnh quan kiến trúc của khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Tre Huồn mới được xây dựng hiện đại, khang trang như một mảng màu mới, tô điểm thêm bức tranh của vùng quê Thanh Thủy, thanh bình, sinh động, đang trên đường đổi mới, phát triển. Cùng với kinh doanh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Huồn mong muốn đóng góp một phần của mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng huyện Thanh Thủy ngày càng giàu đẹp. Trước mắt thì làm tốt cái công tác quy hoạch, đã có quy hoạch tổng thể của tỉnh phê duyệt và đang xúc tiến để làm tốt cái quy hoạch chi tiết đối với cái quy hoạch nước khoáng nóng Thanh Thủy. Cái thứ hai nữa là huyện tập trung cho cái công tác tuyên truyền để mà cái sản phẩm du lịch của chúng ta là nước khoáng nóng Thanh Thủy đến được với các cái du khách trong nước và quốc tế. Đây là cái sản phẩm quý, hiếm, thế và rất đặc trưng, đặc thù của tỉnh ta. Trong đó Phú Thọ là cái tour du lịch về với cội nguồn, thì cái sản phẩm này sẽ phải đóng góp một cái hiệu quả lớn. Chúng tôi sẽ đồng bộ thế để mà tạo ra một cái khu du lịch nghỉ dưỡng đấy, với các cái nhà nghỉ, với các khách sạn, với các nhà hàng, với các trung tâm mua sắm, thế để tạo ra một cái vùng kinh tế năng động trong cái điểm nhấn của 4 huyện phía tây nam của tỉnh. Trong một thời gian ngắn thì tạo ra một bước phát triển vượt bậc để mà có nhiều sản phẩm phục vụ cho du lịch, nhiều làng nghề đấy, thế và giúp cho cái tour du lịch chúng ta ngày càng phong phú, ngày càng hấp dẫn, thực sự là điểm đến của du khách trong nước và quốc tế. Từ định hướng chiến lược phát triển của huyện Thanh Thủy và được sự giúp đỡ của các cấp các ngành, chỉ sau gần 1 năm được xây dựng, đến nay khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Tre Huồn đã bước vào hoạt động với hệ thống bể bơi, bể tắm khoáng nóng, hệ thống nhà hàng khách sạn và spa khang trang hiện đại. Với sự năng động tự chủ kinh doanh, cộng với những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ở vùng đất Thanh Thủy giàu tiềm năng du lịch, công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Huồn đang làm hết mình để Tre Huồn trở thành điểm sáng về du lịch của tỉnh Phú Thọ, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng. Hãy đến với Tre Huồn một lần để cảm nhận hương vị cuộc sống. Với phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại kết hợp với kiến trúc phương Đông trầm mặc, khu resort Tre Huồn với hệ thống khách sạn, nhà hàng, spa được xây dựng tiêu chuẩn quốc tế sẽ làm hài lòng du khách. Nước khoáng nóng Thanh Thủy rất thích hợp cho ngâm tắm, phục hồi sức khỏe, điều chỉnh tim mạch huyết áp, làm đẹp da và có thể chữa các bệnh ngoài da. Hệ thống các phòng khách sạn cao cấp với giường và nội thất phòng ngủ đều được sản xuất bằng tre trúc mỹ nghệ, mộc mạc đơn sơ, được kiến trúc bài trí mỹ thuật lịch sự với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, lịch sự và luôn coi du khách là thượng đế. Tre Huồn Resort sẽ cố gắng hết mình để hài lòng quý khách. Hãy đến với Tre Huồn để thưởng thức hương vị cuộc sống. Tre Huồn, nguồn vui cho tuổi trẻ, sức khỏe cho người già.